Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Mục đích chính của mình trong video ngày hôm nay sẽ là giveaway cho các bạn một phần quà rất chi là đặc biệt và có giá trị. Nhưng mà trước khi giveaway, mình có một thông báo tới các bạn. Đây chính là vào ngày chủ nhật tuần này, tức là ngày 3 tháng 12 sẽ diễn ra sự kiện The Beauty of X Power thuộc chuỗi sự kiện Intel Extreme tại Hà Nội. Và tại đây sẽ có tổng cộng là 12 bộ PC modding cực kỳ chất tới từ những nhà modder nổi tiếng khác nhau. Và Hà Nội Computer cũng đã đóng góp cho sự kiện này là 3 mẫu PC modding rất chi là chất. Các bạn nhớ tới đây để đón xem nhé. À, mà về địa điểm thì nó sẽ diễn ra tại nhà A17 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chi tiết hơn thì mình sẽ để ở dưới phần description. Và tại đây cũng sẽ có rất nhiều phần quà dành cho những người tới tham dự cũng như là đón xem. Và về phần quà trong video ngày hôm nay, một phần quà rất chi là đặc biệt. Đây chính là một bộ fan RGB, một kit gồm 5 quạt tới từ Infinity, gồm 5 quạt nhá. LED RGB rất chi là chất. Các bạn có thể trang trí mẫu PC của mình một cách rất chi là màu mè, thích màu gì có màu đấy hay là những combo hiệu ứng khác nhau. Để có thể nhận được bộ 5 quạt LED cực kỳ chất này, thứ nhất là các bạn hãy nhớ là đã subscribe channel của Hà Nội Computer. Thứ hai là hãy share đường link mà mình để ở dưới phần mô tả ấy, ở chế độ công khai. Và thứ ba là hãy comment một chữ số may mắn, có 3 chữ số. Và sau đó vào tối ngày thứ bảy, tức là ngày 2 tháng 12, mình sẽ dựa vào kết quả xổ số miền Bắc và chọn ra người thắng cuộc. Nhưng mà các bạn hãy nhớ ấy, là vào ngày 3 tháng 12 hãy tới sự kiện The Beauty of X Power để chiêm ngưỡng những bộ PC cực kỳ chất nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hey, các bạn đã nhấn subscribe và chuông của Hà Nội Computer Tech Channel chưa? Chúng tôi đang có chương trình giveaway cực lớn mỗi khi tăng 5.000 lượt sub đấy.